Chuyện ma kinh dị, không siêu thoát. Tác giả Bánh Ú, phần 1. Mẹ ơi, còn có 2 tuần nữa là con nhập học rồi, thế mẹ không tính cho con về quê chơi với bà sao mẹ? Khải hỏi mẹ, vì mẹ anh đã hứa cho Khải sẽ về quê chơi vào năm nay. Được rồi, 2 hôm nữa thì gia đình ta sẽ về thăm bà. Mẹ Khải đáp mà tiếp tục công việc trong nhà rồi cũng sắp xếp mà chuẩn bị để về quê. Khải xin mẹ qua nhà bạn chơi. Cậu dắt chiếc xe đạp, chạy qua nhà thằng bạn trên đường đi. Cậu không quên mua 2 ly trà sữa mang đến nhà thằng bạn nhâm nhi. Mày sắp được mẹ cho về quê chơi thật á? Bạn của Khải hỏi rồi hút mạnh miếng trân châu mà nhìn Khải. Ừ, mẹ tao đã hứa với tao từ đầu năm học rồi mà mày. Bạn Khải ngập ngừng rồi nói. Tao chỉ sợ, tao nghe người ta nói ở dưới quê hay có ma lắm. Khải ngạc nhiên khi tự nhiên ngày hôm nay thằng bạn mình lại nói đến chuyện hết sức tâm linh như vậy. Khải trả lời nó, ngày xưa thôi mày ơi, chứ bây giờ người ta sống đông đúc ma quỷ nó không dám lộng hành đâu. Bạn của Khải đặt ly trà sữa xuống bàn rồi nói tiếp. Ai chứ cậu, tao là mới về quê xong vài hôm rồi vào, cậu kể là ban đêm đi nhậu về một mình, thấy có người con gái mặc cái áo trắng đứng đó. Cậu cũng có cái suy nghĩ giống mày, nghĩ là em nào xinh đẹp nên đi đến định làm quen biết đâu lấy được vợ đẹp. Gió đêm trên cánh đồng đang thơm ngát mùi cỏ non, bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Từng đợt gió cứ thế mà thổi ập đến, làm cho người cậu cảm giác ớn lạnh, mà nghĩ chả lẽ mình bị trúng gió hay gì. Nhưng cái bản tính hám gái nó gạt bay đi mệt mỏi, nên người cậu ấy vẫn bước lại phía cô gái ấy. Mà nó lạ lắm, nó lạ đến đáng sợ mà người cậu này không nghĩ đến khi ấy. Khoảng cách nhìn gần như thế, mà người cậu đi đến nỗi 2 cái chân nó mỏi nhừ, mà vẫn không thể tới được phía cô gái ấy. Dưới cái ánh trăng sáng ấy, cô gái có mái tóc dài vẫn đứng đó, vẫn cái áo trắng ôm sát người cô gái xinh đẹp ấy, vẫn đứng yên ấy, thế mà người cậu cứ đi mãi mà không tới. Người cậu chỉ đành dừng lại, mà lau đi mồ hôi trên trán, vì lúc này người cậu mới chợt nhận ra, có điều khác thường và chợt nhận ra, người con gái đứng trước mặt mình không phải là con người, mà là... Cậu ta biết nếu cứ bước đi thì sẽ mãi mãi đi tiếp mà cũng chả biết là đi đâu. Nên người cậu mới có ý nghĩ là xoay người ra phía sau để xem, không tiến được thì ta lùi. Nhưng khi người cậu xoay ra sau thì càng kinh ngạc hơn, vì đằng sau chỉ là một màu tối đen, đen thui ma mị, không hề nhìn thấy gì, cứ y như là căn phòng nhỏ bị cúp điện rồi. Thôi bỏ mẹ rồi, người cậu thốt lên rồi bắt đầu tìm cách. Cái thứ tâm linh ấy nó không muốn hại người cậu ngay, chỉ là nãy giờ nó dắt đi lòng vòng theo nó mà thôi. Cậu chợt nhớ, cái tháng này là tháng cô hồn nữa chứ. Đáng lẽ mình phải cẩn thận hơn mà đi cùng ai đó về nhà. Rồi không biết phải tính thế nào đây nữa. Người cậu ấy chợt nhớ ra lời dặn của những người lớn tuổi, mà nhanh chóng tiểu ra mà bôi lên mặt, lên người. Mặc dù mùi có khó chịu, nhưng trong tình huống này thì mình phải hết sức bình tĩnh. Người cậu này còn kỹ lưỡng hơn, mặc dù hơi dơ bẩn nhưng vẫn cố vẩy cả nước tiểu xung quanh mà trấn tĩnh lại mình một chút. Sau khi đã dùng cách các cụ mách thì cậu ta nhìn phía trước không còn thấy người con gái ấy đâu nữa, mà là thấy mình đang đứng trước cái cây xoài to lắm. Người cậu ngạc nhiên mà không hề hiểu ra là tại sao mình lại đứng trước cái cây này, rõ ràng là mình đang trên đường về nhà mà. Cậu tỉnh rồi thì vào đây uống miếng nước rồi về. Một ông cụ bước đến kéo tay người cậu, ra hiệu cho người cậu vào trong hiên nhà ngồi uống trà với ông. Ông ta đưa cho cậu một ca nước để rửa mặt rồi nói. Tôi đang ngồi uống trà, thấy cậu từ đâu đi đến chỗ gốc cây xoài. Nghĩ là cậu làm bậy, định gọi cậu thì cậu lại đi vòng quanh cây xoài, cả hơn chục lần mà tôi gọi không được. Người cậu ngạc nhiên mà hỏi lại, thật sao bác, cháu cứ đi quanh gốc cây xoài sao? Rồi cậu ấy kể lại mọi chuyện cho ông cụ nghe. Ông cụ cảm thấy thương cảm cho cậu, nhưng cũng bảo đây là một bài học cho những thanh niên ế vợ, không phải gặp ai cũng đến hút đâu. Ông cụ nhấp ngụm trà rồi bảo tiếp, lúc ấy tôi không thể nhắc cậu được, không thể xen vào chuyện của người cõi âm được. Nhưng chắc chắn cô gái ma ấy không hại gì cậu, chỉ là muốn trêu tức cậu mà thôi. Cậu cũng giỏi, biết giải vây cho mình trong lúc cấp bách. Người cậu suy nghĩ mà hỏi ông cụ, vậy là bác biết người con gái ấy sao? Vẻ mặt ông cụ thoáng buồn mà kể, nó là con gái út của tôi đấy cậu. Năm 17 tuổi, nó yêu một thằng sở khanh trên phố về quê chơi, rồi thằng ấy lừa tình con bé. Con bé nó buồn lắm, không ăn không nói gì mấy ngày. Hôm ấy tôi cũng có la dầy nó. Nó buồn rồi trong lúc leo lên hái xoài cho tôi mang bán. Chắc là cảm xúc nó buồn nên trượt chân mà té bể đầu dưới gốc cây xoài.
Từ ngày ấy thì cây xoài nhà tôi không có quả nữa. Đến nay cả hơn chục năm rồi, nhiều người khuyên tôi đốn cây xoài đi nhưng tôi không muốn đốn, vì tôi biết linh hồn con gái tôi vẫn còn trú ngụ ở cây xoài ấy. Xin lỗi cậu vì chắc nó thấy cậu ở xa về nên trêu cậu đấy, nó cũng không hại ai nguy hiểm đến tính mạng đâu. Người cậu nghe đầu đuôi sự việc thì cũng không quá bực tức hay giận gì cả, nên cũng vào thắp cho cô gái nén nhang rồi xin phép ra về. Khải trợn mắt hỏi bạn mình, thế cái bà ma ấy không làm gì nữa hại cậu mày thật hả? Thằng bạn thân gật đầu, cậu tao nói là cậu tao tin chắc cái lần về xe khách chính cô gái ấy đã cứu cậu tao một mạng à? Khải khá là tò mò, là sao, mày kể đi, chuyện là đêm hôm ấy người nhà đưa cậu ra chợ xã để đón xe về. Nhưng khi vừa chuẩn bị lên xe thì cậu thấy rõ ràng trên xe khách, ở dưới giường cuối có một mái tóc xóa dài và cái áo trắng đang ngồi ấy mà nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ánh đèn xe chưa mở hết nên hơi tối, nhưng người cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Vì hôm ấy cậu ấy đã thắp nhang cho cô gái ấy nên cũng biết mặt cô. Khuôn mặt ấy chỉ là bây giờ đã trắng bệt đi và đôi môi tím tái, làm cho cậu có phần sợ. Nhưng cô ta nhìn cậu và lắc lắc cái đầu, dường như muốn nói một điều gì đó. Mọi người bắt đầu lên xe và người nhà cũng giục cậu lên xe, nhưng dường như cậu hiểu mà bảo là thấy mệt nên người nhà lại đành chở cậu về để tối mai đi. Sáng hôm sau, trên truyền hình đưa tin chuyến xe khách tối hôm qua tài xế đã mất lái mà lao vào xe khác, có người chết, có người bị thương rất nặng. Mọi người ở quê nhà đều mừng cho cậu vì hôm qua cậu đã không đi chuyến xe ấy. Không phải là tao muốn giữ mày ở lại với tao, nhưng mà mày nhất định phải cẩn thận. Tháng này ban đêm mày đừng ra đường nhé. Thằng bạn khuyên Khải chân thành rồi lại sở khanh. Mày mà bị ma bắt là tao ở đây tán gục con bồ của mày cho xem. Thằng cún này, Khải và thằng bạn lại tiếp tục đùa giỡn rồi lại nói sang chuyện khác cho đến lúc về nhà. Ngày lên xe về quê, tâm trạng của Khải cảm thấy phấn khởi lắm. Khải chỉ suy nghĩ một điều là không biết mình đi hơn một tuần thì ở nhà người yêu mình có chung thủy với mình không? Hay là lại được thằng khác chở đi uống trà sữa thì lại khổ. Đi một ngày rồi cũng đến, bà ngoại cũng vẫn còn khỏe lắm. Bà vẫn ở nhà lo công việc nhà cho cậu mở đi làm công ty. Thấy Khải về chơi thì thằng Minh nó vui lắm. Nó là em họ của Khải, là con của cậu mở. Năm nay nó cũng lên lớp 10, bằng tuổi với Khải. Thế là hai thằng xù xì to nhỏ mắc kéo vào phòng nó mà chạy bo, chạy bộ gì mà bà nó cũng phải bó tay. Đi qua nhà các bác thôi con. Mẹ Khải cùng bố Khải xách túi đồ lỉnh kỉnh mà cùng nhau mượn xe nhà bà đi qua nhà bác. Mẹ để con chở cho. Mẹ Khải nói, anh đấy, đủ tuổi đi rồi tôi mua xe cho, xuống sau ngồi, để tôi chở. Khải đành ra sau để cho mẹ chở đi. Không biết có phải ám ảnh hay không mà vừa đi được một đoạn, Khải nhìn thấy trước sân nhà kia có một cây xoài to lắm, làm Khải lại nhớ đến chuyện người cậu của thằng bạn mà dùng mình vài cái. Chạy ngang qua quán bán chè đầu ngõ, Khải để ý có một em gái xinh đẹp, đang phụ mẹ dọn bàn thì mắt sáng rực lên, quên mất là mình đã có người yêu ở phố. Cô gái ấy cũng vô tình nhìn thấy Khải và cảm thấy lạ lạ nên quay sang hỏi mẹ. Mẹ, xóm mình có ai từ nơi khác về à? Mẹ cô gái đáp, nhà bà cụ Đồng mới có vợ chồng và cháu ngoại về, mày mới thấy hả con? Mà mẹ bảo mày mang bánh qua biếu bà Đồng mày mang chưa? Cô gái độ chừng tuổi 15, có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lắc đầu mà trả lời mẹ. Thằng Minh nó gặp là cứ chọc con hoài, nên con chả muốn thấy mặt nó đâu. Mẹ cô gái nhìn con gái cười mà đáp, con gái lớn lên thì phải lấy chồng chứ. Gái lớn, trai nó có chọc, quan trọng là mình, đừng vì những lời ong bướm mà siêu lòng nha con. Cô con gái gật đầu rồi trả lời, mẹ để sáng mai con qua biếu bà. Hai mẹ con tiếp tục dọn dẹp quán chè và cơm nước. Cô con gái trong lúc nấu cơm bỗng nhớ đến ánh mắt của Khải mà khẽ mỉm cười. Đây có lẽ là người con trai đầu tiên làm cô suy nghĩ nhiều như vậy. Đi qua nhà bác, là anh trai của bố Khải thì cũng đến chiều tà rồi nên bác gái và mẹ Khải bắt tay chuẩn bị bữa tối mà ăn. Sau khi dùng bữa xong thì bác trai có đề nghị gia đình Khải ở lại ngủ mà sáng mai hắn về. Trời cũng đã tối, mà cái xe cũ nhà bà ngoại không có đèn nên bố Khải cũng đồng ý ở lại nhà bác. Chỉ có Khải là chán vì nhà bác trai không có con cháu nên Khải không có ai chơi cùng. Con bác đi lên phố làm ăn mà lấy vợ, cưới chồng trên đó, hè rồi cũng dẫn các cháu về nhưng rồi lại đi nên quay đi quẩn lại chỉ có mỗi hai bác nó cũng buồn. Ngồi trước bộ bàn ghế cũ để trước sân nhà, gió đồng thổi vào từng cơn man mát làm cho con người ta cũng thấy thoải mái,
Chứ nói thật, trên cái thành phố đông nghẹt toàn nhà toàn cửa thế kia thì làm sao có thể tận hưởng cuộc sống yên bình thế này chứ. Bố mẹ và hai bác đang ngồi uống chè mà nói chuyện, còn Khải thì cũng đành ngồi ấy mà tay ôm cái điện thoại lướt top top mà thả tim cho xong chứ biết làm gì. Nhưng rồi câu nói của bác trai làm Khải chú ý mà tay lướt, mắt nhìn bác. Hôm qua mẹ về đấy chú. Câu nói của bác trai nó không hề bình thường tí nào cả, vì cả ông bà nội đều đã mất, và nếu như bác trai nói bà nội về thì có nghĩa là... Mẹ có dặn dò gì không anh? Bố Khải hỏi anh trai, và vẻ mặt mẹ Khải cũng khá tò mò mà nhìn bác trai. Bác trai thở dài sườn sượt mà nhìn qua Khải làm cho tim Khải có chút đập mạnh, mà như kiểu hồi hộp lắm, vì sự tò mò nó lên đến đỉnh điểm rồi. Bác thở dài rồi chậm chậm nói, mẹ bảo là chúng mày phải bảo vệ thằng cu Khải. Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía bác. Bố Khải còn hốt hoảng mà thốt lên một tiếng gió to. Khải thì chỉ biết đơ người ra, dường như chưa hiểu rõ điều gì, nhưng Khải vẫn lờ mờ đoán được sẽ là điều kinh khủng xảy đến với mình, nên bà nội mới về mà nhắc nhở như thế. Rồi mẹ còn nói gì nữa không anh chị? Mẹ Khải lo lắng mà hỏi thay cho bố Khải. Chị dâu đáp, mẹ chỉ nói vậy rồi dần biến mất chứ không nói gì nữa. Anh nhà có ra khấn vái, thắp nhang xin mẹ nói gió và giúp đỡ cháu nó, nhưng mẹ vẫn không về báo mộng thím à. Hai bố mẹ Khải nhìn nhau mà chỉ biết thở dài. Khải thấy dường như mọi chuyện nó nghiêm trọng lắm hay sao ấy, nên cũng hỏi mẹ, mẹ ơi, bộ con sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm lắm sao? Mẹ Khải xoa đầu Khải mà bảo, mẹ cũng không rõ nữa, vì bà nội không có nhắc nữa. Thôi, trong mọi việc con cứ cẩn thận vậy, mẹ mong sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Bố Khải nhìn anh chị mà nhắc lại chuyện xưa. Ngày ấy, mẹ về báo tin rằng cháu nhà bác cũng cần được bảo vệ phải không? Nghe lời nói nhắc lại của bố Khải mà nét mặt của anh chị khẽ buồn. Chuyện nó cả 20 năm rồi mà vẫn khắc sâu vào tận trong đáy lòng, và nước mắt nó cứ tuôn rơi khi nghĩ đến. Bác trai trả lời, hôm ấy anh đang thiêu thiêu ngủ thì nghe cánh cửa nhà nó kêu cót két. Anh mới ngó ra xem thì thấy mẹ mình bước vào. Bà vẫn mặc cái áo hoa bông màu tím cùng quần vải lụa màu đen cũ ấy mà bước vào trong nhà. Bà nội nhìn tất cả mọi thứ trong nhà rồi lắc đầu mà thở dài sườn sượt. Nhà này sắp có tang sự rồi. Ông Vĩ lúc này đang nằm cùng vợ con trên chiếc giường thì mới ngồi bật dậy mà trợn mắt. Mẹ nói gì thế? Có tang sự sao? Ai mất? Mẹ ông gật gật đầu rồi chỉ về phía bên trong phòng ngủ, nơi con bé Lâm đang ngủ bên trong mà nói. Số nó đã tận thì đừng đau lòng quá các con ơi. Nó về sớm để theo ông bà, chăm lo cho ông bà dưới đó. Ông Vĩ nghe đến đây thì khóc nức nở. Mẹ, mẹ không thể cứu nó được hay sao? Nó mới có 7 tuổi, còn cả tương lai tươi đẹp phía trước kia mà. Bà cụ là mẹ cũng là bà nội, nhưng cũng chỉ đành lắc đầu mà chậm chậm bước ra ngoài cánh cửa. Mặc cho người con trai cả là ông Vĩ đang đứng khóc mà gọi mẹ cần một sự cứu giúp lấy con gái mình. Còn mọi chuyện ra sao thì chính Khải cũng đã biết. Chị Lâm sau ấy một tháng thì mất. Chị bị trượt chân ngã xuống cái ao sau nhà mà mất. Cái ao ấy cho đến nay nhà bác Vĩ cũng không dùng đến, không lắp đi và cũng không chú ý đến nó nữa. Mặc kệ cỏ giả tùm mà cây cối to cao, nhưng nhà bác vẫn cứ mặc kệ nó. Vì có lần bác gái đã kể, ngày ấy sau khi chị Lâm mất được một thời gian cũng độ nửa năm thì bác có đi ra sau nhà cắt cỏ cho bò ăn. Lúc ấy trời cũng đã nhá nhem tối vì hai bác đi làm về muộn. Bác gái bảo là thấy rất rõ chị Lâm đang đứng trong bụi cây cỏ dại mà mình mẩy ướt sũng. Chị đứng đó nhìn mẹ mình và mẹ chị cũng đứng đó nhìn chị. Chỉ là âm dương cách biệt, chỉ là sự thật chị Lâm đã chết. Bác còn bảo là đêm hôm ấy chị có về trong giấc mơ, chị Lâm nhìn mẹ mà khóc nức nở, miệng lắp bắp. Mẹ, mẹ ơi, con lạnh lắm, mẹ đốt thêm quần áo gửi xuống cho con. Với các cụ bảo là ngày rằm này muốn về nhà thăm con cháu một lần nữa, các cụ sẽ không về nữa. Con sẽ theo các cụ. Nên mẹ làm cơm thịnh soạn cúng cho các cụ nhé. Mẹ đừng buồn, rồi em con sẽ đến gặp mẹ sớm thôi. Em con sắp đầu thai vào nhà mình rồi. Bác gái chưa kịp nói thì chị Lâm đã biến mất. Bác choàng tỉnh thì nhận ra chiếc gối đã ướt đẫm và hai mắt bác lúc này đã sưng húp lên vì khóc. Bác vội nói với bác trai mà chuẩn bị cúng các cụ và đốt thêm quần áo cho con gái. Kể từ ngày ấy, không có ai hiện về cả. Đến hôm qua thì mẹ lại về nên anh rất lo. Chú em mày phải hết sức cẩn thận. Bảo thằng Khải phải cẩn thận. Anh nghĩ là sẽ không nguy kịch đến tính mạng, nhưng phải có chuyện gì đó, mẹ mới nói như thế. Bác Vĩ nói rồi nhìn sang chỗ của Khải đang xoe mắt nhìn bác. Em biết rồi, chắc sẽ không sao đâu anh. Bố Khải đáp cho mọi người yên tâm,
nhưng thật ra trong lòng ông lúc này cũng rất rối. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, uống chút cà phê thì gia đình Khải cũng xin phép về lại nhà bà ngoại. Hôm nay là chủ nhật, nên là cậu mợ cũng nghỉ làm mà ở nhà với anh chị và cháu lâu lâu mới về. Khải gặp Minh thì như cá gặp nước, mà lại tiếp tục hò nhau vào phòng mà chơi điện thoại, mải chơi nên Khải cũng quên luôn cái việc mà cả đêm qua không ngủ được mà suy nghĩ miên man. Dạ, cháu sang bà để biếu bà mấy cái bánh ạ, mẹ cháu tự nướng nên là ngon lắm ạ. Tiếng của cô bé làm Khải và Minh trong phòng nhao nhao mà nhìn ra. Con bé ấy tên gì vậy Minh? Khải nhớ đến cô bé ngoài quán chè đầu ngõ rất xinh nên hỏi Minh. Minh cười sở khanh mà đáp, là vợ tương lai em đấy. Khải vỗ nhẹ nhẹ vào mặt nó, mày bớt mơ tưởng. Minh cười lớn rồi đáp trả, nó tên Duyên, nhà đầu ngõ bán chè ngon cực, trên trường em với đám bạn hay tán nó mà không đổ, chưa thằng nào tán nó đổ cả. Khải trợn mắt mà kinh ngạc, thật sao, nó trâu bò vậy sao? Minh gật đầu, tỏ vẻ là Duyên rất lì nên không tán được. Nhưng Minh lại nói thêm làm Khải lưỡng lự, em nghe nói là hồi nhỏ nó bị ma nhập, nên giờ tính nó như vậy á, lạnh nhạt, kinh khỉnh với con trai, nên có nhiều thằng bảo nó bị theo hay nhập gì đó, nên vong nó không cho quen ai hết, em nghĩ cũng khổ thân nó. Lại là chuyện liên quan đến tâm linh, Khải lại thở dài mà không biết vì sao mình lại có thể gặp nhiều chuyện tâm linh như thế. Bà ngoại Khải là bà Hào nhận lấy bánh mà vui vẻ nói. Rồi bà cảm ơn mẹ con cháu nhiều nhé, bánh ngon lắm, bà đã được mẹ cháu biếu một lần rồi. Thế dạo này hai mẹ con cháu buôn bán thế nào? Con bé Duyên mỉm cười mà đáp, trời nắng nên cũng nhiều người ăn chè lắm bà à, nên mẹ con cháu cũng bán được lắm. Thôi cháu xin phép về cơm nước, nào cháu lại qua bà chơi à. Bà Hào cười hiền hào mà nói lời cảm ơn mẹ con Duyên. À mà khoan đã, để bà bảo thằng Minh nó cắt cho hai mẹ con mấy trái bưởi. Minh à, cho bà mấy trái bưởi. Minh và Khải bước ra, Duyên nhìn Khải mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, tim cô bé đập mạnh mà mặt hơi cúi xuống e thẹn. Cắt mấy trái hả bà? Thằng Minh hỏi mà làm cho bà nội mình ngại ngại, bà ra hiệu cho Minh đi cắt. Minh hiểu ý bà nên ra cây cùng Khải chọn quả đã già mà cắt cho Duyên. Cây bưởi này là của ông ngoại Khải trồng đã rất lâu rồi, quả rất nhiều. Bà ngoại cứ biếu cho mỗi người mấy quả mà ngặt nỗi đa số họ trồng rất nhiều nên cách nhau mấy nhà là có rồi. Nên một phát thằng Minh nó cắt được 6, 7 quả bỏ vào bao cho Duyên. Duyên biết bà cho nên không từ chối mà định vác về. Nhìn cái tướng con bé đang cố ôm cái bao to lệ khệ làm bà Hào chép miệng. Minh à, mang về nhà giúp bé Duyên đi. Minh có vẻ không muốn mang nên lựa lời từ chối. Con đau bụng rồi bà ơi. Mà cái dáng con Duyên nó to bằng con mà làm sao nó không xách được cái bao về. Bà Hào cùng cậu mợ đều quát mắng làm thằng Minh cười lên hăng hái mà chạy vào trong phòng. Con mang về được mà, con xin phép mọi người con về. Con bé Duyên nói lý nhí trong miệng mà nhấc cái bao lên vai. Để đấy, Khải mang về cho. Khải cầm lấy cái bao bỏ lên vai rồi xin phép mọi người mà mang giúp về cho Duyên. Mọi người cũng dặn Khải cẩn thận mà giúp Duyên mang về nhà. Trên đoạn đường đi, Khải cứ thế mà vác cái bao bưởi đi, Duyên thì cũng chỉ đi phía sau mà không nói gì. Mẹ của Duyên thấy có người vác giúp con gái về nhà thì cảm ơn rối rít rồi còn giữ Khải ở lại mà làm cho một ly chè thập cẩm. Hỏi Khải về cuộc sống, gia đình trên phố, hỏi về tình hình học tập của Khải rồi còn dặn hôm nào rảnh cứ qua cô làm chè cho ăn. Duyên thì cứ ru rú trong bếp kiếm cớ nấu cơm mà không ra ngoài nhưng vẫn len lén mà nhìn ra ngoài nơi mẹ và Khải đang nói chuyện với nhau. Duyên khẽ cười và rồi mặt lại ửng hồng, rồi lại tiếp tục mà luộc nồi rau muống. Sau bữa ăn tối thì thằng Minh xù xì với Khải. Anh Khải đi làm vài ván bài với mấy thằng trong xóm không? Khải nghe thấy cũng hứng thú, vì sống từ nhỏ ở trên phố thì thường chơi trên điện thoại, hay chỉ qua nhà thằng bạn chơi nên cũng khá hứng thú, mà đồng ý ngay. Kể đến thằng bạn thì Khải mới nhớ, mấy nay nhắn tin kể về con bé Duyên, mà thằng bạn nó bảo sẽ tán thẳng người yêu của Khải trên phố, để lại con bé Duyên cho Khải. Khải cũng mặc kệ nó, tới đâu hay tới đó. 7 giờ, hai thằng chỉ được xách cái xe đạp ra mà đạp đến quán đầu xóm mà chơi. Mấy thằng nghe thằng Minh nói là anh họ nó ở phố xuống cũng rất hòa đồng mà kéo Khải chơi cùng. Mấy thằng cùng nhau lập sòng mà vui vẻ tới tối muộn mới nghỉ. Bố mẹ Khải thấy 9 giờ rồi mà con trai chưa về thì cũng lo lắng cho con lắm. Vì hôm bà nội dặn dò nên phải cẩn thận. Thôi đừng có lo lắng.
Thằng Minh trước 10 giờ là nó có mặt ở nhà rồi. Bà cụ Hào thấy hai vợ chồng nhà anh Hậu lo lắng cho con trai chưa về thủ cũng trấn an được một vài câu. Người con gái cả của bà liền đáp: "Ôi giời ơi, mọi chuyện nó không như mẹ suy nghĩ đâu, vợ chồng chúng con lo lắm." Và rồi chị Hậu kể lại câu chuyện cho bà cụ Hào nghe. Bà cụ Hào nghe xong thì nét mặt cũng trở nên lo lắng. Nhưng rồi bà cũng tự trấn an mình và hai con. Theo mẹ nghĩ thì trong lời nói của chị Xui thì chắc có lẽ không có gì quá nghiêm trọng đâu. Ngày trước thằng Minh nó còn nhỏ, độ chừng 6, 7 tuổi, nó bảo tối ngủ nhìn ra cửa còn thấy cả đầu trâu mặt ngựa đứng lấp ló ngoài cửa cơ mà. Mà theo ông bà mắc lại thì chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy được đầu trâu mặt ngựa. Nhưng thằng Minh nó vẫn thấy đấy. Thế là mợ nhà mình phải đem nó lên chùa mà hỏi sư thầy. Sư thầy cũng khuyên là không phải lo lắng nhiều, đôi khi đầu trâu, mặt ngựa chỉ là bản tính thích trêu chọc con nít mà thôi. Anh Hậu cắt ngang lời mẹ: "Thế dạo đấy thằng cu Minh có lần nào gặp tai nạn hay chết hụt không hả mẹ?" Bà cụ Hào lắc đầu: "Không có, nó vẫn sống khỏe mạnh đến giờ, hai đứa đừng có quá lo lắng, ngủ đi." Nói rồi bà cụ Hào bước vào trong nhà, bà tiến đến bàn thờ tổ tiên thắp nén nhang như thường ngày bà vẫn làm, nhưng hôm nay bà lại đặc biệt mà quay sang di ảnh của người chồng quá cố mà khấn: "Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng, ông về phù hộ bảo vệ cháu nó ông nhé." Thằng Minh còng lưng, ghì chân mà đạp chiếc xe đạp cũ đèo anh Khải về. Vì đường đã tối nên chỉ có thằng Minh nó dành đường mà cố đạp trên con đường tối, nhưng cũng thấy mờ mờ vì ánh trăng soi sáng. Đạp ngang qua cái quán chè đầu ngõ thì Khải thấy hai mẹ con nhà Duyên đang kéo cửa để đi nghỉ. Khải nhớ lại mà hỏi: "Ê Minh, chuyện con bé Duyên nó bị ma nhập là thế nào mày?" Thằng Minh nó dùng mình mà đáp: "Đậu phộng, giờ này hết chuyện anh hỏi rồi sao? Về nhà em kể cho." Khải cười khúc khích mà biết là thằng em họ mình nó đang sợ nên cũng không nói gì mà ngồi yên sau xe để nó trở về. Về đến nhà thì mẹ vẫn chưa ngủ mà đợi Khải trước sân. Mẹ không la mắng, chỉ là nhắc nhở ban đêm nên ít đi chơi lại. Chỉ là tốt cho Khải mà thôi. "Minh, Minh, mày kể tao nghe chuyện con Duyên đi." Thằng Minh đang cuốn tròn cái chăn thì lúc lắc cái đầu mà đáp: "Anh kết con bé đó chứ gì. Ok anh trai, mai em qua nói nó." Khải lao vào mà động thủ bắt nó phải kể bằng được câu chuyện của con Duyên thì mới thôi. Thằng Minh buồn ngủ nhưng vẫn cố kể qua loa. Chuyện là bà mẹ con Duyên mua ngôi nhà ấy có ma, con Duyên bị nó nhập rồi lại theo nên từ nhỏ nó không chơi với ai cả. Lớn lên thì có kết bạn với một vài đứa con gái, nhưng với con trai thì chúng nó đồn dường như thế lực nào ấy âm u ngăn cấm, làm cho con bé nó gặp thằng nào cũng cáu gắt cả. Giết rồi cái bài toán khó nhất là dù được nó đi ăn kem, chả có thằng khỉ khô nào giải được. Khải nghe câu chuyện của Minh có gì đó lạ lắm. Chả lẽ cái vong ám con Duyên là vong nam hay sao? Cái vong nó thích con Duyên nên không cho con Duyên quen ai hay sao trời? Đang định hỏi thêm để biết thêm chi tiết thì quay sang bên thằng Minh thấy nó đã thở đều đều mà ngáy dần dần, nên Khải cũng thôi mà nhắn tin trò chuyện kể lại với thằng bạn thân trên phố. Sáng hôm sau hai thằng được bà cụ Hào rủ đi chợ, chủ yếu là bà Thương muốn dắt hai đứa ra chợ ăn phở. Lúc về thì bà cụ Hào đề nghị vào quán chè đầu ngõ mà làm vài cốc rồi về. "Ơ kìa cụ, hôm nay lại ghé nhà con ăn chè, lại còn dắt theo hai cháu nữa, chắc là phải có chuyện gì vui hay sao chứ cụ?" Bà cụ Hào gật đầu rồi gọi ba ly chè thập cẩm và mấy cái bánh cho hai đứa cháu ăn. Thằng Minh thắc mắc hỏi: "Bà ơi, thế có chuyện gì mà nay bà vui thế?" Bà cụ Hào cười rồi nhìn qua Khải mà bảo: "Tối qua ông về báo là về việc của cháu, cháu cứ yên tâm không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Nên sáng nay bố mẹ cháu qua thắp hương khấn vái bà nội cháu rồi." Bà nghe ông nói mà cũng mừng. Thằng Minh gật đầu mà cũng thấy đó cũng là chuyện vui nên nói: "Thế là tối nay anh Khải bao bọn em chầu trà sữa ấy nha." Khải gật đầu rồi cười vui vẻ. Ánh mắt chợt đưa đến chỗ người đang bưng khay chè ra, đó là Duyên. "Cháu chào bà, nay bà đến ăn chè à?" Duyên thân thiết mà chào bà cụ Hào, bà cũng gật đầu cười tươi mà trả lời qua lại với con bé. Thấy con bé Duyên nó cứ đứng mãi nên bà cụ mới kéo tay nó xuống ngồi mà bảo: "Bé Duyên năm nay cũng đã 15 tuổi rồi, thế đã có đám nào qua hỏi chưa?" Câu hỏi của bà cụ Hào làm cho Khải có phần giận mình. Chứ con gái nhà người ta mới 15 tuổi, còn cái tuổi ăn tuổi học mà bà ngoại nó đã hỏi đến chuyện chồng con. Nhưng ở cái làng này đa số con cái vẫn theo cái phong tục ông bà để lại là dạm hỏi trước cho con trai họ,
có nhiều nhà còn đem sinh lễ qua mà trao cho bên đằng gái, sau này đủ tuổi thì chỉ cần tổ chức đám cưới là về bên nhau. Chỉ cần bố mẹ hai bên bảo hai con, nó chịu đồng ý thì bàn đến việc mang chậu cau sính lễ sang. Nhưng cũng khiến cho nhiều cặp không thích nhưng vẫn bị bố mẹ ép phải lấy, rồi nhiều bên gia đình lại trả lại sính lễ cho bên kia khi lớn lên họ tìm được đối tượng khác. Nói chung cũng khá phức tạp, nhưng ông bà xưa nay vẫn làm vậy, nên bà cụ Hào vẫn cứ hỏi con bé Duyên. Duyên cũng biết là đã có vài đứa bạn mình đã được bên kia qua dặm hỏi, và đã đồng ý đủ tuổi sẽ lấy nên cũng không lạ lắm gì mà lắc đầu. Cháu chưa, mỗi lần mẹ cháu nhắc đến chuyện có người đánh tiếng hỏi cháu, thì lòng cháu cứ nóng như lửa đốt mà hừng hực không thở nổi ấy bà. Bà cụ Hào gật đầu, tỏ vẻ là hiểu, nhưng thằng Minh và thằng Khải thì dường như không hiểu mà ngơ ra nhìn con Duyên. Trên đường về thằng Minh mới suy nghĩ thấu mà nói, đấy anh thấy không, mỗi lần có ai nhắc đến chuyện hỏi con Duyên, hay đến tán nó là nó đều bị cái vong nó theo mà không cho. Bà cụ Hào đi đằng trước nghe vậy thì quay sang quát, hai thằng ông cụ này, lắm chuyện. Thằng Minh nháy mắt ra hiệu cho Khải, về đến nhà Khải liền pha tách trà, rót trà mà nài nỉ bà. Bà ơi, bà kể cho chúng tránh nghe về cái vong nó đi theo con Duyên đi. Bà cụ Hào nuốt ngụm chè, mà tưởng như nó không muốn trôi, thì ra nó quản mát, pha chè là muốn nghe chuyện ma mị này. Nhưng rồi hai cái thằng ông cụ này cứ năn nỉ ỉ ôi, rơi nước mắt làm cho bà cụ Hào cũng đành kể hết cho nó nghe chứ không cũng chả yên với chúng nó. Cách đây độ 7 năm trước, hai mẹ con nhà cái Duyên về làng này để sinh sống, được một bà cô bên chồng giới thiệu cho mảnh đất đầu ngõ, có cái ngôi nhà nho nhỏ với giá rẻ phải chăng, nên hai mẹ con cũng vui mừng mà mua lấy rồi dìu dắt nhau sống qua ngày. Chứ bố của cái Duyên cũng đã mất, hai mẹ con cũng không biết nương tựa đâu mà về quê mà sinh sống. Ngày mua cái mảnh đất ấy, thì một số người hàng xóm không biết là nhiều chuyện hay tốt bụng mà đồn thổi là ngôi nhà này có ma ám đấy. Một bà cô độ ngoài 50 tuổi, miệng đã nhai trầu đỏ hoe mà đến nói cho mẹ con nhà con bé Duyên biết. Mẹ con chúng bay đến đây với làng xóm là chúng tao vui rồi, nhưng không phải chúng tao không nói trước đâu. Tao chắc chắn 100% là căn nhà này bị ma ám. Tập truyện hôm nay đến đây hết phần 1, chúc quý khán giả có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.